các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Duy, năm nay mình 22 tuổi. Mình vừa tốt nghiệp chuyên ngành International Business của trường Sài Gòn Tết. Mà khi tốt nghiệp á, xong rồi mình đi tìm việc. Nhưng mà rất khó khăn cho mình bởi vì mình với một cái bằng Việt Nam, nhưng là không có kinh nghiệm. Rất khó cho mình, mà mục tiêu của mình là muốn apply vô cho vị trí manager của Customer Service trong tập đoàn Vingroup. Và thế là mình quyết định đi du học Mỹ. Nhưng mà cái khó của mình đó là không thể nào chứng minh tài chính của ba mẹ được. Cho nên là mình mới phải đi hỏi thăm được những chỗ. Và cuối cùng mình tìm đến, mình biết được Tân Đại Dương qua trang Facebook. Và mình tìm đến trực tiếp tại công ty và cuối cùng mình gặp chị Thúy. Thì chị Thúy có tư vấn cho mình được đó là khi đi du học, nếu mà em không chứng minh tài chính của ba mẹ được thì chứng minh tài chính của người bên kia. Thì mình có cậu ở bên kia, cậu ở bên Mỹ luôn, thì cậu làm bác sĩ, thì tài chính đủ mạnh để có thể bảo trợ được cho mình. Và cuối cùng chọn trường cũng là mình chọn luôn, vì cái trường đó gần nhà cậu, cậu giới thiệu cho mình. Qua Mỹ mình sẽ học trường Riverside City College, ngành Business Administration and Management. Thì khi tới đây làm hồ sơ á, thì mình được chị Thúy giúp đỡ rất là nhiều trong cái việc tư vấn làm hồ sơ như thế nào. Và mình được học với lớp tư vấn của thầy Khôi. Mình chọn Mỹ á, bởi vì Mỹ có nền kinh tế và giáo dục đứng hàng đầu thế giới. Mà cái bang mình đi là bang California, thì thời tiết cũng giống như thời tiết ở Việt Nam luôn, rất thuận tiện cho mình. Và Mỹ là một nước đa sắc tộc nhất trên thế giới, với cái sự hiểu biết rộng lớn về văn hóa sẽ giúp đỡ mình rất là nhiều cho công việc sau này, khi mà mình gặp đối tác ở những cái nước khác nhau. Và cuối cùng, bởi vì cậu mình là người bảo trợ và cậu mình ở Mỹ luôn, cho nên mình chọn Mỹ. Còn trường Riverside City College có rất là nhiều điểm mạnh, giống như là trường có khoảng 100 năm kinh nghiệm giảng dạy rồi và cũng nằm trong top những trường lâu đời nhất bang, mà cũng nằm trong top những trường cao đẳng tốt nhất tại bang California luôn. Trường có khoảng 19.000 sinh viên theo nhập học mỗi năm, mà học phí cũng có nghĩa đối với mình học phí cũng ok so với những trường khác là khoảng 7.000 một năm. Và cuối cùng là trường gần nhà cậu nên mình quyết định học trường đó luôn. Mình học chuyên ngành Business Administration and Management bởi vì ở Việt Nam mình đã học ngành International Business rồi, và cái ngành đó là một cái section nhỏ trong cái ngành Business Administration and Management, và mình muốn là nâng cao kiến thức của mình hơn. Ở Việt Nam mình học cao đẳng, nhưng tại sao mình lại chọn cao đẳng? Bởi vì đây là lần đầu tiên mình đi Mỹ, mình cần có thời gian có thể hòa nhập được với môi trường mới, bởi vì lớp học cao đẳng chỉ khoảng 15-20 bạn sinh viên thôi. Trong khi đó lớp học đại học tới 200 sinh viên lận thì mình khó có thể nên bắt kịp được với những bạn đó. Và nếu mà học một cái lớp nhỏ như vậy á, thì mình dễ kết bạn hơn và giáo viên sẽ dễ quan tâm mình hơn. Cho nên mình muốn học lại từ đầu và sau đó mình mới tiếp tục học lên đại học. Thì study plan của mình là 4 năm. 2 năm đầu mình sẽ học Business Administration ở Riverside City College. Và sau đó mình sẽ học Bachelor Degree tại University of California Riverside. Và sau đó nữa, khi tốt nghiệp rồi mình sẽ trở về Việt Nam. Và khi đến đây á, thì mình được thầy Khôi giúp rất là nhiều. Bởi vì mình thật sự là ban đầu mình cũng bỡ ngỡ lắm, mình không biết phỏng vấn là làm sao đó. Chứ lại mình như vậy có chắc gì mình sẽ đậu phỏng vấn hay không. Nhưng mà sau cái lớp học phỏng vấn đó thì mình cảm thấy tự tin hơn nhiều. Và học với anh Bảo Anh nữa. Sau khi học cái lớp tâm lý của anh Bảo Anh thì mình cảm giác giống như là không còn cái gì đáng phải lo sợ nữa hết. Cho nên là một lời khuyên của mình cho các bạn là khi mà đi phỏng vấn cứ tự tin lên, đừng có rụt rè gì hết. Cũng đừng quan tâm những người sau lưng mình có nghe mình trả lời cái gì với lãnh sự quán hay không. Mà vô gặp lãnh sự quán là nên mặc đồ lịch sự, cười với họ. Chứ đừng có mặc buồn hay tỏ vẻ lo sợ là người ta biết là mình đang có cái gì đó. Khi mà mình bước vào phỏng vấn là mình cười với lãnh sự quán là người ta cười lại với mình. Xong rồi mình cảm giác giống như là người ta rất là gần gũi, thân thuộc với mình. Rồi người ta làm cho mình cảm giác giống như mình đang nói chuyện với bạn bè vậy đó. Cho nên là đi phỏng vấn, đừng rụt rè gì hết. Cứ tự tin lên, tự tin vào bản thân mình thì sẽ làm được.